Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 58 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 58 này là Tai Jia Nữ Sư Chí. Tai Jia Nữ Sư Chí, bây giờ Sư Chí là tài xế nè, Nữ Sư Chí là nữ tài xế. Và chữ Tai đây là thay thế, và chữ Jia này là Jia Sự, tức là lái. Như vậy là Tai Jia tức là mình lái luân phiên theo thời gian, theo ca đó, thì mình dịch là nữ tài xế chạy theo ca, tức là lái xe mà theo ca, Tai Jia. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần để xem coi chúng ta đã nghe và hiểu được nhiều không, rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết. Sau đây xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Trung của Trân Châu tờ Huy Lan Phan, jin nian 32 岁, 他是一名代驾司机. 他每天晚上去工作, 白天休息, 晚上要工作12个小时. 1月的晚上非常冷, 他每天骑自行车去工作, 穿很厚的衣服. 惠兰芳说这个工作很累，但是每次开车送客人到家，听见客人说谢谢你的时候，他就觉得非常高兴。Thì đó là nội dung của bài vừa rồi mọi người nghe và hiểu được đúng không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết để mọi người tham khảo nhé. Trung của Trân Châu tờ Huy Lan Phan. Bây giờ mình dịch cái tên riêng là Huy Lan Phan, là Huệ Lan Phương. Huệ Lan Phương, đây là cái tên riêng thôi. Rồi Trung của Trân Châu, Trân Châu là Trịnh Châu, tên một cái thành phố. Trung của Trân Châu tờ Huy Lan Phan là chị Huệ Lan Phương, người Trịnh Châu, Trung Quốc. Chí nén san sử ơ xuê, năm nay 32 tuổi. 他是一名代驾司机. Yi miễn tức là dĩ cơ thôi, chị ấy là một tài xế, dĩ cơ sư chi cũng được. Tài gia sư chi tức là một tài xế mà chạy theo ca, làm việc theo ca. 他每天晚上去工作. Mỗi buổi tối chị ấy đi làm việc. 他每天晚上去工作. Bài thiên xíu xì, ban ngày thì nghỉ ngơi. Ở đây nó có một cái cụm đối lập, tức là hoàn sang với bài tiên đó. Và bài tiên ví dụ ban ngày tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm, hay là ban ngày tôi làm ở công ty, buổi tối tôi đi học thêm gì đó, thì đó là bài tiên với hoàn sang. Bài tiên của trai cung sư cung chua, hoàn sang của suy sẻ quay gì, buổi tối tôi đi học ngoại ngữ. Rồi, tham mấy thiên hoàn sang suy cung chua, mỗi buổi tối chị ấy đi làm, bài tiên siêu xì, ban ngày thì nghỉ ngơi. Hoàn sang giao cung chua 12 cơ sẻo sữa. Hoàn sang giao cung chua 12 cơ sẻo sữa. Buổi tối phải làm việc 12 tiếng đồng hồ. Từ sẻo sữa này nó bằng với một từ khác là trung thổ. Các bạn cũng có thể nghe người nào đó nói, ai đó nói 12 cơ trung thổ là bằng với 12 cơ sẻo sữa thôi. 1月的晚上, buổi tối của tháng giêng. Phải chẳng lần là cực kỳ lạnh. Buổi tối của tháng 1 là cực kỳ lạnh, phải chẳng lần. Tha mấy thiên chỉ tự xính chơ, xì cung chô. Chị ấy mỗi ngày phải đạp xe đạp đi làm, tức là đạp xe đạp đến cái nơi mà mình thay ca để mình lái xe đi á. Lái xe chắc là chạy taxi hay là gì đó. Tha mấy thiên chỉ tự xính chơ, xì cung chô. Mỗi ngày chị ấy đạp xe để đi làm. Chuan hình hô tại y phu, chuan là mặc, hình hô là rất dày, tức là mặc nhiều lớp quần áo. Chuan hình hô tại y phu, tức là mặc quần áo rất dày. Huệ Lan Phương số, Huệ Lan Phương nói, tức là chị Huệ Lan Phương đã nói, chơ cơ cung chua hình lê, cái công việc này rất là mệt. Tan sư mì sư, nhưng mà mỗi lần khai chơ xung khơ rỉnh tao giá,
lái xe đưa người khách hoặc là đưa khách về đến nhà. 但是每次开车送客人到家. Thiên见 là nghe thấy khơ rỉnh số xe xe nỉ ta sử hô. Khi, có cái tơ sử hô thì mình dịch là khi. Khi nghe thấy hoặc là khi nghe cái người khách nói là cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tha chiêu trẻ tơ, phải sẵn cao sinh. Thì chị ấy cảm thấy rất là vui. Cảm thấy rất vui. Thiên见 khơ rỉnh số xe xe nỉ ta sử hô. Tha chiêu trẻ tơ, phải sẵn cao sinh. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc và đọc theo một lần để cho chúng ta đọc cho nó quen miệng, quen lưỡi, quen phát âm. Và chúng ta bắt đầu nha. Trung Quốc Trân Châu tờ Huy Lãn Phan, chi nén 32 xuê. Tha sư y miễn tai gia sư chi. Tha mỗi thiên quản sang chi công dô. Bài thiên siêu xì. Quản sang giao công dô sử ơ cơ xẻo sử. Ý yuê tờ quản sang phê chẳng lận. Tha mỗi thiên chỉ tự hành xe, chú sang, chú công tố. Tha mỗi thiên chỉ tự hành xe, chú công tố. Chuan hẳn hô tờ y phụ. Huy Lãn Phan số, chơ cơ công tố hẳn lê. Tan sư mỹ sư khai chơ sung khơ rỉnh tao gia. Thiên gian khơ rỉnh sô xe xe nỉ tờ sử hô. Tha chư chế tờ phê chẳng cao xin. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh một lần. Phần này chủ yếu cho mọi người luyện nghe nên mọi người có thể tu đi tu lại nghe cái phần này một chút cho nó quen. Sau đó cho thuộc và kể lại nữa thì xem như là thành công. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nè. Trung Quốc Trân Châu tờ Huy Lãn Phan, jin nian 32 xuê. Tha sư y miễn tai gia sư chi. Tha mỗi thiên quản sang xu công dô, bài thiên xu xì. Quản sang giao công dô sử ơ cơ xẻo sử. Ý yuê tờ quản sang phê chẳng lận. Tha mỗi thiên chỉ tự hành xe xu công dô, chuan hẳn hô tờ y phụ. Huy Lãn Phan số, chơ cơ công dô hẳn lê, tan sư mỗi sư khai chơ xung khơ rỉnh bao gia. 听见客人说谢谢你的时候, 他就觉得非常高兴. Thì vừa rồi là nội dung của bài, chắc là mọi người nghe được nhiều phải không ạ? Cố gắng nghe càng nhiều càng tốt nhé. Và đến đây thì mình kết thúc phần 58 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn sơ cấp này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Cũng chúc gia đình của tất cả mọi người an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào mọi người. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé.